Chào mọi người, quay lại với channel của mình. Hôm nay thì một buổi sáng trời rất là trong lành và mát mẻ, mình lại quyết định quay lại Thanh Đa. Mình đi rất là nhiều nơi rồi nhưng mà Thanh Đa thì mình rất là thích, tại vì ở đây thứ nhất là yên tĩnh, ở thứ hai là không khí rất là trong lành, và một cái nữa là nhìn nó giống như là những cái cảnh ở quê mình á. Và hôm nay mình đi với hai người bạn, một buổi sáng trời rất là mát mẻ, mặc dù nó có nắng nhưng mà nắng nắng sáng rất là trong lành và sảng khoái mọi người. Và hôm nay mình cũng vẽ một cái góc cảnh, một cái view nhẹ thôi, đó là một cái cánh đồng cỏ. Thì lần trước mình đi thì cánh đồng cỏ ở đây nó rất là khô, nhưng mà khoảng hơn gần một tháng mình quay lại thì ở đây nước nó ngập rồi. Sáng xa xa thì trên đường này cũng có những người đạp xe, giống như các cái tour mà mọi người đi dạo quanh thành phố, thì ở đây cũng có cái con đường nhỏ đi ra bờ kè sông Sài Gòn ha, cũng rất là cảnh rất là đẹp và thú vị. Và hôm nay mình vẽ một cái do cái không khí buổi sáng trong lành và cái cánh đồng cỏ rất là mát, rất là nhẹ nhàng, và mình sẽ quyết định vẽ cái màu lạnh. Và cái màu chủ đạo của mình là mình sẽ dùng vàng chanh, các loại xanh, xanh da trời, xanh dương nha, và mình hạn chế dùng xanh lá, mà mình dùng màu xanh, màu vàng chanh pha xanh da trời ha. Và bây giờ mọi người cùng vẽ với mình nha.
Cảm ơn mọi người đã xem clip vẽ hôm nay của mình, và rất mong mọi người có những cái bình luận góp ý để cho kênh của mình ngày càng hoàn thiện hơn nha. Và nhớ subscribe để tạo động lực cho mình có những cái clip vẽ ngoại cảnh tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo.